Con ơi, bắp bắp nhưng mà cũng có số người người ta gọi là ngô, trái bắp hạ quả ngô nó cũng là vậy nha mà con đó. Nhưng mà tên khoa học của nó là dê mày, đó là tên quả bắp và quả ngô đó nha mà con. Nhưng mà người đang viêm nè đại tràng không ăn được, người bị tiểu đường không ăn được, người bị hệ tiêu hóa, trẻ nhỏ 10 tuổi, 9 tuổi, 6 tuổi, 4, 5, 2, 1, người lớn 65, 80, 100, 200, 300 cũng không ăn được. Vậy là người không ăn được bắp nè, hay là quả ngô này là đó, là người có viêm đại tràng, tiểu đường, hệ tiêu hóa, trẻ nhỏ 10 tuổi trở xuống, người lớn 65 tuổi trở lên là không ăn được bắp, nghĩa là không ăn được ngô bà con ạ. Mong bà con chúng ta chú ý. Và tốt cho sức khỏe của người ăn ngô hay ăn bắp á là như vậy: nó ngăn ngừa được tiểu đường, tăng cường được sức khỏe tiêu hóa, cải thiện được não bộ, chống ung thư, ngăn ngừa thiếu máu, bảo vệ tốt cho mắt cái mà mắt nha, tốt cho mắt, đẹp da, tóc, móng, tim mạch và cái bụng to đằng trước là cái bụng bà bầu đó nha. Giàu khoáng chất, nhưng mà ta chỉ nên ăn 2 trái thôi, 2 trái một ngày, ăn 4 ngày là nghỉ 3 ngày rồi mới ăn tiếp bà con ăn cách nhật ngày 1 trái 1 trái không được bà con ha. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp nào. Xin chào sao chi.